Vừa qua, chương trình đánh giá và truyền thông thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tin dùng 2018 đã vinh danh top 10 doanh nghiệp nội địa ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nằm trong số các đơn vị nhận giải thưởng dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Khánh Hiền, Gia Lai đã có một thời gian dài nỗ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyên cung cấp các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy nông nghiệp, chất lượng và có thương hiệu. Đơn vị hiện có 7 chi nhánh trên tất cả các huyện, xã thuộc tỉnh Gia Lai và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người nông dân trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm phục vụ cho ngành nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với năng suất và chất lượng nông sản. Vì thế, việc doanh nghiệp Việt lựa chọn hàng hóa đảm bảo các tiêu chuẩn trong sản xuất là góp phần nâng cao giá trị hàng Việt. Trước đó, vào năm 2017, doanh nghiệp cũng đã đón nhận danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam.